Ngày 24 tháng 2, Nga đã phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 lên trạm vũ trụ quốc tế từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Hiện tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đã đi vào quỹ đạo và dự kiến sẽ kết nối với ISS vào lúc 4 giờ 01 ngày 26 tháng 2 theo giờ Moscow, tức 8 giờ 1 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không có phi hành đoàn, mà chỉ vận chuyển 429 kg đồ dùng và thiết bị, phục vụ cuộc sống và nghiên cứu khoa học của các nhà du hành vũ trụ trên ISS. Ngoài ra, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 còn nhiệm vụ nữa là sẽ đưa các phi hành gia của Nga và Mỹ trên ISS trở về trái đất sau khi đã kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ thêm nhiều tháng. Theo đó, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ đưa hai phi hành gia người Nga là Dmitry Petelin và Sergei Prokopiev cùng phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA trở về trái đất vào ngày 27 tháng 9 tới. Hồi tháng 9 năm ngoái, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 đã đưa 3 phi hành gia lên ISS từ sân bay vũ trụ Baikonur. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12 cùng năm thì tàu Soyuz MS-22 bắt đầu bị rò rỉ chất làm mát. Giới chức hàng không vũ trụ của Mỹ và Nga cho rằng sự cố này là do một thiên thạch nhỏ gây ra. Sau khi nghiên cứu, Nga đã quyết định đưa tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị hư hỏng trở lại trái đất ở chế độ không có phi hành đoàn. Second stage separation confirmed, third stage engine up and running. 5 minutes 10 seconds into the flight. 3rd stage shutdown and spacecraft separation. Onboard computers now will command the deployment of the appendages, the solar arrays, and you can see them begin to unfurl. Navigational antennas will be deployed as well.